Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ tối, giờ Cali ngày 27 tháng 7. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày 28 tháng 7, ngày thứ năm rồi. Và hôm nay Thuận đã đỡ rất nhiều Cảm ơn các bạn đã comment bên dưới để mà chúc sức khỏe cho Thuận Thuận sẽ sớm có mặt trên video thôi Nhưng mà hôm nay là một ngày đầy sôi động Cả tuần này là một tuần đầy sôi động rồi Nhưng mà đặc biệt là hôm nay Các bạn thấy được là chúng ta nhận được thông tin Là Fed đã quyết định tăng lãi suất là 0.75% Thì cái phần trăm tăng lãi suất này đó là cũng giống như là nhiều người cũng đã ước tính trước Như là Thuận đã chia sẻ với các bạn mấy ngày hôm nay Cho nên hôm nay tăng 0.75% Các bạn đã thấy được là thị trường đã phản ứng rất là tốt Và chúng ta sẽ nhìn vào một số những tài liệu chi tiết hơn Tại vì nếu nói là phép tăng 0.75 đó thì tôi nghĩ là sẽ không đủ à, để các bạn nhìn toàn diện đâu Để thường chia sẻ thêm một số những tài liệu với các bạn Chúng ta có thể thấy được là sau khi mà Fed đưa ra thông tin này thì thị trường vẫn ra sao trước đây đó thì chúng ta nghĩ là mọi người cũng đã có cái sự chuẩn bị là 0.75% thì thị trường chắc cũng không phản ứng đâu khi nào mà Fed tăng nhiều hơn là 1% đó thì các bạn đã nhớ là hợp đồng tương lai đó chỉ có 25% nghĩ là sẽ tăng 1% mà thôi cho nên nếu như mà tăng 1% đó thì chúng ta có thể thấy thị trường dao động là một màu đỏ nhưng mà nếu như tăng 0.75% thì nhiều người nghĩ là giá cũng sẽ đi hàng ngang mà thôi nhưng mà thật ra hôm nay là một ngày rất là xanh hầu như là mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi mà Fed tăng không 75 và nhất là sau khi mà Fed chia sẻ chi tiết hơn là từ đến cuối năm đó kế hoạch sẽ là sao tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa và chúng ta đã thấy được là chỉ số Nasdaq hôm nay đã tăng tới 4% luôn còn chỉ số S&P 500 đó thì tăng 102 điểm tăng 2,62% chỉ số Dow Jones thì tăng 1,37% và chúng ta có thể nhìn thấy được là pre-market bây giờ thì đi xuống một chút à, chúng ta thấy được là cả ba chỉ số thì đang đỏ bây giờ chỉ số Dow Futures chỉ số S&P Futures và chỉ số Nasdaq Futures nhưng mà không phải đỏ lắm chỉ số đỏ nhiều nhất đó là Nasdaq Futures chỉ xuống có 0.31% mà thôi sau khi một ngày đầy sôi động mà đã tăng tới 4% lận Còn về dầu ra sao? Hợp đồng dầu bây giờ thì chúng ta thấy được là lại nhích lên thêm một chút Chúng ta đang thấy được là hợp đồng dầu ở mức là 98 đô Vẫn dưới 100 đô nhưng mà đã nhích thêm một chút rồi Chúng ta có thể nhìn thấy được vàng thì sao? Vàng hôm nay thì cũng xanh là một chút Vẫn ở cái mức là dưới 1.800 đô, 1.735 đô hiện tại cho một ounce vàng Crypto thì ra sao? Crypto thì rất là xanh luôn các bạn có thể nhìn thấy được là BTC sau khi mà có thông tin Fed ra thông báo là tăng 0.75 thì chúng ta có thể nhìn thấy được là giá cả đã tăng từ cái mức là khoảng 21.200-300 đô mà tăng thẳng lên tới cái mức cái một tiếng đồng hồ đó là 23.400 đô thì bây giờ đã giá của Bitcoin là 23.292 và chúng ta có thể nhìn tổng quát đó thì BTC tăng thông refresh lại cái trang cryptocurrency này thì chúng ta thấy được là trong vòng 24 giờ qua tăng 10% Ethereum đã, đã trở lại hơn 1.600 đô bây giờ mức là 1.660 tăng 15.4%. Chúng ta có thể nhìn thấy được là BNB tăng 7,8%, XRP tăng 8% nói chung. Thì trong cái top 100 này đó, phần lớn là màu xanh. Chúng ta thấy được là đồng mà tăng nhiều nhất đó là Lido Dow tăng 43%, kế đó là Bitcoin Gold. Đã hầu như mấy năm rồi chúng ta không nghe nói tới Bitcoin Gold tăng 37%, Synthetic tăng 34%, Ethereum Classic tăng 32.8% và Uniswap tăng 20%. 7.5% xuống nhiều nhất tên thì hầu như là không có đồng nào hết các bạn thấy được là chúng ta đều thấy màu xanh xuất hiện trong cái tháng 100 này và tổng số vốn hóa đó là hơn 1.000 tỷ đô la bây giờ là 1.1 Nghìn tỷ đô la hiện tại thì đương nhiên hôm nay thị trường xanh thì rất nhiều bạn vui nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được là cũng có một số những cái lệnh uh, futures đã bị thanh lý khi mà chúng ta nhìn vào tổng số lượng thanh lý đó thì hôm nay tuy không phải là một ngày mà bị thanh lý nhiều lắm các bạn có được là trong vòng 24 giờ qua đã chỉ có 383 triệu số lượng lệnh bị thanh lý mà thôi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là trong thời gian ngắn đó lúc mà giá cả tăng nhanh thì chúng ta thấy được là có hầu như là 200 triệu đô la lệnh bị thanh lý và chúng ta nhìn vào trong vòng 4 giờ qua đó thì 73% số đơn lệnh là lệnh short rồi. Cả hai lon và short đều bị thanh lý nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy bên dưới này đó thì đây là cái thời gian mỗi một cây thanh này đó là 30 phút thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng thanh lý đó màu đỏ là đại diện cho bên short thì rất nhiều đương nhiên rồi tại vì nhiều người short thì khi mà giá tăng mạnh sẽ dẫn đến là lệnh short bị thanh lý bây giờ đây thuận sẽ bắt đầu bước vào để mà chia sẻ chi tiết hơn là fed đã nói những gì ngày hôm nay và tại sao thị trường lại xanh như vậy nhưng mà trước hết các bạn nên hiểu là mỗi một lần mà chúng ta có cái tài liệu liên quan tới Fed tăng lãi suất thì rất là dao động các bạn đã được là thường một ngày trước đó là dao động cái ngày mà tăng lãi suất đó là dao động và cái ngày sau đó cũng sẽ dao động bình thường là như vậy cho nên bây giờ chúng ta cũng cần phải chờ thêm một chút nữa coi coi là thông tin này thấm vào trong thị trường xem coi là như thế nào nhưng mà hiện bây giờ ra thì vẫn còn rất là xanh nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là Fed đã chia sẻ ra sao Fed nói là tăng lãi suất 0.75% nếu như mà đầu năm nay đó các bạn nói với thuận là sẽ có một ngày nào đó Fed tăng lãi suất 0.75% và cái mức lãi suất của Fed ấy, sẽ xoay quanh khoảng chừng là 2.25 tới 2.5%, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2018 nhưng mà ngày đó giá cả của BTC và crypto đã không những không xuống mà còn tăng nữa. Thường sẽ nói là các bạn có phải bị gì hay không tại vì làm gì mà có chuyện đó nhưng mà đó là sự thật. Tại vì sao vậy? Đây cũng là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là chúng ta vừa trải qua một thời kỳ cực kỳ lo sợ, một thời gian dài luôn. Chúng ta đã trải qua rất nhiều sự kiện như là các bạn cũng đã biết rồi nhưng mà nào mà theo dõi thông tin à, cũng đã hiểu là chúng ta đã trải qua tuy Capital, trải qua Celsius, trải qua Luna, trải qua rất là nhiều thời đào bán là chúng ta có à, những công ty bị điều tra vân vân Nhưng mà chúng ta thấy được là sau khi trải qua cái đó đó thì chúng ta thấy được là tệ đến nổi mà bây giờ Fed tăng lãi suất 0.75% cũng coi như là tin tức tốt dẫn đến là giá cả là màu xanh. Và Fed cũng nói đó là các chỉ số gần đây về chi tiêu và sản xuất đã giảm bớt. Đó là điều chúng ta muốn thấy. Đương nhiên Fed tăng lãi suất để làm gì? Để có thể là siết chặt cái nguồn cầu Fed không thể nào mà siết chặt nguồn cung được nguồn cung có nghĩa là người dân muốn sử dụng tiền đó thì đương nhiên càng sử dụng nhiều tiền trong nền kinh tế đó thì giá cả hàng hóa nó sẽ càng tăng lên cho nên Fed không thể nào mà kêu người dân đừng có đi mua đồ nữa để cho lạm phát ngưng nhưng mà fed có thể là siết chặt cái nguồn cầu chúng ta thấy được là những chỉ số chi tiêu đó và sản xuất đã giảm bớt đó là điều mà chúng ta muốn thấy nghĩa là nền kinh tế đã chậm lại và điều này cũng sẽ gián tiếp làm ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát cũng sẽ giữ bớt và đó là điều mà fed muốn có được khi mà tăng lãi suất nhưng mà Fed nói tuy nhiên cái tỷ lệ việc làm tăng mạnh trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp. Có nghĩa là Fed nói là bây giờ tuy là đã bắt đầu thấy có một số những cái dấu hiệu ban đầu là cái nền kinh tế đã chậm lại nhưng mà Fed sẽ không ngừng ở đây đâu. Tại vì bây giờ đã việc làm vẫn đang rất là tốt và phần trăm thất nghiệp đang ở mức rất là thấp, thấp trong vòng 40 năm nay theo nhận hiểu như vậy. Và việc tăng lãi suất 0.75% để được nhất trí thông qua bởi tất cả các phiếu của cuộc họp và thêm vào đó đó là Fed đã có một cái họp báo giống như là bình thường mà thôi. Mỗi lần mà họ thông báo tăng lãi suất hay là không tăng lãi suất mỗi lần họp xong đó thì sẽ có cuộc họp báo. Thì có một số những câu hỏi tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ không thể nào mà tóm tắt hết nguyên một cuộc họp báo nhưng mà tôi đã chích dẫn ra một số những câu hỏi và một số những câu trả lời thường cảm thấy là quan trọng. Chúng ta có thể nhìn một cách tổng quát hơn về những gì có thể xảy ra từ đây cho đến cuối năm. Thứ nhất đó là chúng ta nói tới là vì sao không tăng 1%. Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Các bạn đã nhớ là trước khi mà họp đó thì mọi người vẫn đang không hiểu là Fed sẽ tăng 0.75% hay là 1%, mọi người đều không có rõ. Nhưng mà Fed đó đã nói là lý do tại sao không tăng 1% là tại vì 0.75 đã là tăng mạnh rồi. Fed đó, tăng là dựa vào cái chỉ số CPI của tháng 6, có nghĩa là cái chỉ số mà lạm phát vừa được công bố đó. Thì đương nhiên cái chỉ số đó là đang ở mức cao, thì Fed cần phải tăng mạnh. Nhưng mà đối với Fed thì bây giờ đó là 0.75 đã là mạnh rồi, ngoại trừ có thông tin cực xấu, không có lý do gì tin là Fed sẽ tăng 1% hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy là mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, không có cái gì gọi là cực kỳ xấu nữa đó thì Fed không có lý do gì tăng 1% đối với Fed tăng 0.75 đã là tăng nhiều rồi và điều quan trọng hơn đó là Fed nói cái mức lãi suất hiện tại mà chúng ta đang có là 2.25 tới 2.5 -2 đương nhiên lãi suất này là lãi suất ngắn hạn dành cho ngân hàng mà thôi đây là lãi suất của Fed khi mà chúng ta đi vay mượn đi mua nhà mua xe đó lãi suất đó của ngân hàng nó sẽ cao hơn nhưng mà lãi suất của Fed ảnh hưởng gián tiếp đối với lãi suất của ngân hàng và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và chúng ta có thể thấy được đó là cái mức 2.25 tới 2.5 đối với là Fed đã là một cái mức coi như là ổn định mức này là cái mức mà Fed cần phải đạt được và bây giờ đã đạt được rồi có nghĩa là gì thì đối với ý kiến cá nhân của thuận mà thôi chúng ta thì được là tình hình lạm phát tăng cao và tình hình nó hơi bất ổn một chút trong thị trường tài chính mà Fed muốn làm đó chính là đẩy cái mức của cái phần trăm lãi suất đến một cái mức gọi là bình thường 225 đến 5 gọi là bình thường đối với Fed nghĩa là gì nghĩa là lỡ như có chuyện gì xảy ra lỡ như mà có giống như là suy thoái tài chính hay là bất cứ một chuyện gì xảy ra liên quan đến tài chính thì phải sẽ nói là không liên quan tới Fed tại vì Fed đã giữ cái mức bình thường 225 2.5 khi mà chở giữ cái mức này rồi đó thì Fed sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn chứ còn dưới cái mức này thì Fed không có sự lựa chọn ngoại trừ là tăng nhanh để đến được cái mức này hy vọng là các bạn hiểu ý thùng muốn nói đây fed muốn tăng tới đây để làm gì để cho nói là lợi như sau này có chuyện gì thì đương nhiên không liên quan đến fed rồi tại vì fed uh, không phải là để cái mức lãi suất thấp mà đã giữ cái mức lãi suất bình thường đó là điều đầu tiên nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay điều thứ nhì đó là khi nào mới tăng chậm lại hay là ngưng tăng đây là điều cực kỳ quan trọng tại vì các bạn nên hiểu đó là thị trường này và tất cả thị trường tài chính đang chờ đợi một câu nói của fed là bây giờ phần trăm lạm phát đã được quản lý và sẽ tăng chậm lại hay là ngưng tăng đó là cái thời điểm mà các bạn sẽ đưa lại cái nguồn tiền sẽ đẩy vào trong thị trường tài chính tất cả tài sản sẽ có cái sự tăng trưởng từ đó đó là cái ý kiến cá nhân của thuận cho nên đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng thì fed cũng đã cho chúng ta thấy được một cái tài liệu rất quan trọng trước đây ra thì fed không nói nói là chừng nào đủ cái dữ liệu cho thấy lạm phát được quản lý thì họ sẽ ngưng tăng bây giờ họ cũng nói như vậy khi nào mà có đầy đủ dữ liệu là lạm phát được quản lý thì họ sẽ ngưng tăng nhưng mà họ cũng đưa ra một cái thời gian đó chính là chờ đến tháng 12 nếu như mà từ đây đến tháng 12 đó chúng ta thực sự thấy phần trăm lạm phát không tăng nữa thì đó là lúc mà Fed sẽ suy nghĩ tăng chậm lại hay là ngưng tăng. Điều thứ ba đó người ta hỏi đó là về tình hình thất nghiệp ở Hoa Kỳ thì Fed nói đó là trong lúc tăng lãi suất thì nền kinh tế sẽ chậm lại. Đó là điều đương nhiên rồi. Giờ đến thất nghiệp cũng sẽ tăng lên. Đó là điều mà chúng ta cũng phải chấp nhận. Tại vì đó là cái hiệu ứng của nền kinh tế chậm lại thì sẽ dẫn đến là thất nghiệp có thể tăng hơn một chút. Nhưng mà Fed nói là đây là chuyện chúng ta cần phải chấp nhận tại vì nếu như mà không quản lý lạm phát đó thì sớm muộn gì thất nghiệp cũng sẽ tăng cao. Khi mà lạm phát không được quản lý chúng ta đi vào một cái tình trạng siêu lạm phát rồi thì không thể cứu vãn được thì lúc đó thất nghiệp cũng sẽ thấp nơi mà thôi. Cho nên bây giờ tăng lãi suất quản lý phần trăm lạm phát chấp nhận thất nghiệp cao một chút nhưng mà thất nghiệp bây giờ đó là vẫn ở mức rất là thấp trong vòng 40 50 năm qua. Điều thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là về suy thoái tài chính. Thật ra câu hỏi này đã được hỏi bởi rất nhiều phóng viên. Hôm nay nhưng mà Fed hầu như là không muốn trả lời những người phóng viên đó. Ông ta cứ giống như là chia sẻ những cái gì đó đâu đâu thôi. Nhưng mà cuối cùng thì Fed cũng phải trả lời tại vì quá nhiều người hỏi. Về Fed Con nghĩ là chúng ta đã bước vào suy thoái tài chính hay là chưa? Thì Fed nói là không nghĩ là Hoa Kỳ đang trong suy thoái tài chính. Đó là suy nghĩ của Fed hiện tại. Và thất nghiệp vẫn ở cái mức thấp là 3.6%. Thấp nhất trong vòng 50 năm qua cho nên điều này là một điều mà không giống như là suy thoái tài chính điều mà quan trọng hơn đó là fed nói là cho dù gdp tổng sản lượng quốc nội đó cái thông báo ngày mai là con số âm đó cũng không phải là con số cuối cùng và vẫn có thể được điều chỉnh điều này là gì tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn nói chung đó là fed nói là chúng ta không phải nằm trong suy thoái tài chính và cho dù ngày mai chúng ta có nhận được bất cứ thông tin gì về gdp thì fed cũng sẽ không chấp nhận là chúng ta nằm trong suy thoái tài chính đâu tại vì ông ta dựa vào phần trăm thất nghiệp và nói là cái chỉ số GDP này đó ngày mai chỉ là cái chỉ số ước tính mà thôi, sẽ còn được chỉnh sửa nữa. Điều này thường sẽ chia sẻ thêm các bạn rất là thú vị. Và đây là tất cả những gì mà Fed đã chia sẻ ngày hôm nay và Fed không muốn nói thêm về cái sự thay đổi về việc bán trái phiếu À, của cái ngân sách của fed cho nên à, cái chuyện đó thì cũng vẫn tiếp tục mà thôi nói chung đó, thì sau khi có thông tin à, fed chia sẻ như thế này đó thì thị trường hầu như cũng đã có phương hướng hơn à, đó là điều chúng ta thấy ngắn hạn hiện tại là đang rất là xanh cho nhiều thị trường và lần kế tiếp mà chúng ta sẽ nghe fed phát biểu và ra quyết định tăng lãi suất là khi nào đó chính là chúng ta còn ba đợt nữa chúng ta vừa kết thúc cái đợt cuộc họp của tháng bảy à, này chúng ta sẽ có thêm ba cuộc họp nữa là tháng 9 Ngày 21 và 22 tây họ sẽ hợp và ngày 22 tây sẽ có thông báo là có tăng lãi suất là tăng bao nhiêu và tháng 8 không có trên cái bài được là chúng ta có tháng sau là sẽ im lặng hơn nhưng mà tháng 9 là sẽ có Fed rồi tháng 11 Fed sẽ trở lại họp tháng 10 không có, tháng 11 sẽ có ngày 2 và 3 tới tháng 11. Rồi kế đó là cuộc họp cuối cùng của năm nay là tháng 12 ngày 14 và 15 tây. Chúng ta còn 3 đợt họp của Fed nữa từ đây đến cuối năm và bây giờ đó thì chúng ta không có lý do gì nghĩ là Fed sẽ ngừng tăng hết vì Fed đã nói rất rõ ràng hôm nay là đợi đến cuối năm xem coi là trong vòng từ đến cuối năm tình hình lạm phát ra sao cho nên chúng ta hoàn toàn cần nên hiểu là Fed sẽ tăng lãi suất tháng 9, tháng 11, tháng 12 tăng bao nhiêu thì khi mà tới gần ngày đó thường sẽ chia sẻ với các bạn và thuận thì vẫn có cái sự lạc quan về phần trăm lạm phát thường đã chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin mà thuận đã nhận được các bạn cũng đã nghe nói tới rồi, giống như chúng ta nhìn vào à, một trong những ứng dụng, ứng dụng này đó là một ứng dụng à, tính cái phần trăm lạm phát không phải dựa theo cái dữ liệu của của chính phủ Hoa Kỳ mà đây là dựa theo à, 30 nguồn dữ liệu và tính hàng ngày thì tính tới ngày hôm nay đã phần trăm lạm phát là 9.85. 9.85 này đương nhiên cao hơn là con số chính phủ đưa ra rồi. Tại vì con số đó là con số không có tính triệt để Nhưng mà nói chung đó, thì chúng ta cần phải hiểu đó là con số phần trăm lạm phát tính theo ứng dụng này là cũng đã giảm xuống từ tháng 4 rồi, tháng 4 tới 11 mấy phần trăm lận Và gần đây hơn nữa là bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 chúng ta đã bắt đầu rời khỏi cái mức 11% và nếu như mà những chỉ số này đó có thể tin tưởng được thì đây cũng là một dấu hiệu cho chúng ta cảm thấy là lạc quan hơn. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được uh, biểu đồ liên quan đến giá xăng. Một trong những cái uh, chi tiêu lớn của người dân Hoa Kỳ đó là đổ xăng. Và chúng ta cũng có thể được là đây là cái uh, biểu đồ 18 tháng qua. tôi đã chia sẻ với các bạn cái đây vài ngày về cái giá xăng. Nhưng mà cập nhật mới nhất đó, chúng ta vẫn thấy được là giá xăng trung bình ở Hoa Kỳ. Đây là tính trung bình mà thôi. Nơi ở các bạn có thể là cao hơn hay là thấp hơn. Giống như Cali thì sẽ cao hơn. Nhưng mà dù sao nữa xu hướng đó các bạn cũng thấy là giống nhau là bắt đầu là từ... Giữa tháng 6 đó khi mà giá sang đạt đỉnh điểm thì cũng đã có cái xu hướng suy giảm cho nên hy vọng là chúng ta có thể dựa vào những dữ liệu này à, để à, có thể thấy được là cái à, báo cáo lạm phát CPI của tháng sau nó sẽ bắt đầu có xu hướng suy giảm từ chúng ta đã ở cái mức cao 9.1% rồi hy vọng là sẽ suy giảm xuống và đó là chúng ta muốn thấy nếu như các bạn muốn phép ngưng tăng lãi suất và đó là ngày tốt cho thị trường tài chính. Nhưng mà ngoại trừ thông tin của Fed ra, đã, tuần này vẫn chưa kết thúc đâu các bạn. Chúng ta vẫn còn à, cái thông tin lớn ngày mai, đó chính là chỉ số GDP, tổng sản lượng quốc đội của Hoa Kỳ quý 2. Thì à, chúng ta nên hiểu đó là ngày mai chúng ta sẽ có thông tin này vào lúc nào. Lúc mà thường thức dậy, Cali đã có rồi. À, đó chính là lúc 5 ba 30 phút sáng giờ Cali, ngày 28 tháng 7 là sẽ có thông tin này, là sáng ngày mai. Ở Việt Nam thì các bạn sẽ nhận được thông tin này ngày hôm nay Tại vì hôm nay các bạn đã là ngày 28 Tây rồi Thì hôm nay 7 giờ 30 phút tối các bạn sẽ nhận được thông tin GDP quý 2 Thì các bạn xem ở đâu thì uh, thường thường xem trên trang cnbc.com Đây là cái trang mà dễ dàng nhất để các bạn cập nhật thông tin nhanh Nhưng mà điều các bạn nên hiểu đây đó là cái thông tin liên quan đến GDP này đó Đây là con số ước tính ban đầu các bạn nên hiểu là mỗi một quý đó, con số GDP này rất là phức tạp và cần thời gian dài để mà tính Và sẽ có ba cái phiên bản được chia sẻ Phiên bản đầu tiên đó sẽ được chia sẻ ngày mai Phiên bản kế tiếp đó sẽ được chia sẻ ngày 25 tháng 8 Và phiên bản cuối cùng sẽ được chia sẻ ngày 29 tháng 9 Có nghĩa là giữa cái thông tin chúng ta nhận được ngày mai đó, Thì chúng ta vẫn có thể được thay đổi vào ngày 25 tháng 8 và ngày 29 tháng 9 Khi mà con số nó có nhiều hơn và sự tính toán hoàn thành thì có thể được thay đổi cho nên fed nói là cho ngày mai con số ra sao đi nữa đó thì fed vẫn nghĩ là có thể được thay đổi thì đương nhiên fed sẽ nói như vậy rồi tại vì các bạn thấy được là fed đâu có muốn à, người ta nói là suy thoái tài chính tại vì fed tăng lãi xuất đầu cho nên fed tự nhiên sẽ nói là không có trong suy thoái tài chính rồi cũng giống như là chúng ta thấy được là nhà trắng đó, từ hôm qua tới bây giờ thì đã có nhiều cái cuộc họp báo nhà trắng và đã có nhiều người ở nhà trắng chia sẻ là cho dù chúng ta nhận được gdp hai quý đi nữa đó thì cũng không hẳn à, là suy thái tài chính đương nhiên họ đang muốn thay đổi định nghĩa của suy thái tài chính định nghĩa chung của suy thái tài chính đó chính là các bạn có hai quý gdp âm liên tục nhưng mà bây giờ thì nhà Trắng à, nói là cũng không hẳn đâu đương nhiên rồi tại vì họ cũng giống như là chủ tịch của fed không có muốn à, nhà Trắng hay là Tòa bạch ốc chính liền với lại suy thái tài chính nhất là khi chúng ta đối đầu với lại cái cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ me what night let's go yeah I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing got a